Lực chào buổi sáng cô chú anh chị em, xin chúc cô chú anh chị em luôn vui vẻ, khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Thì hôm nay Lực chuẩn bị đồ để đi rửa rửa cái chỗ đầu xe, cũng giống như rửa mấy cái riềng mà người ta làm xung quanh cái khu vườn trồng bông á cả nhà, giống cái riềng ha, mình không biết nó nói là như thế nào. Thì đại khái là chỉ cái trôi quay với lại mấy cái cục đá với lại riềng này kia nọ thôi. Nhưng mà cái video này thì mình sẽ không có quay ha. Mình chỉ chia sẻ cái cách mình sắp xếp cho bữa nay thôi. À, rồi, bây giờ mình bắt đầu ha. Thì mình đã bỏ hết một ít đồ lên đây rồi ha. Để mình coi. Nên qua bên kia đi ha. Bên kia nó trống hơn. Cả nhà chờ tí. Thì cái công việc này mình đoán chừng mấy cái đồ mình đã bỏ lên, mình đoán chừng 2 tiếng ha. Và người khách này cũng là khách thường của mình ha. Mình đem okay. Mình đoán khoảng dây nó khoảng 150 ha, chắc mình xài 200 luôn quá, 200 feet á, nó nằm rời rạc đó cả nhà, nó không có nằm chung nguyên cái khu. Xin lỗi cả nhà, cái mùa này cái mùa phấn hoa đó, lại giấc sáng đó, cái lỗ mũi của Lực hoạt động không có được tốt ha, thì nói chuyện nó hơi giống như bị nghẹt á, xin cả nhà thông cảm. Khách này thì thông thường một năm mình rửa cho bà ấy một lần ha. Mình có số khách một năm rửa một lần. Còn cỏ thì cắt hàng năm ha. Đây thì quanh năm cỏ cắt quanh năm. Thì lúc nào mình đi mình cũng cầm cầm theo 2 cây súng này ha. Cầm một cây để xe cua, còn cây để dùng. 2 cây súng này. 3 cây súng ngắn. Kéo này vô để nó chạy, lúc mình chạy xe đó, thắng cái nó sàn tới sàn lui. Okay. Rồi. Cầm theo cái thùng đồ nghề ha. Cho những cái trường hợp bất trắc mình có đồ để mình sửa nó ha. Và áo mưa. Chưa có chìa khóa. Rồi. Thuốc mình đã đem theo hết rồi ha. Và mình cũng cầm theo cái bình xịt này ha, cầm hờ thôi chứ chưa chắc mình dùng đó. Ok, một đôi, phải lấy đôi giày nước nữa, quên. Mình đi rửa nhà mình sẽ cầm theo cái này, mình để ngoài đường ha cả nhà, cái vàng vàng đỏ đỏ này nè. Ok.
rồi thì mình nghĩ giống vậy là xong. Thì hai cái dĩ này ha, hai cái dĩ để đẩy máy lên đó, thì Lực sẽ để ở nhà để không có đem theo. Đồ dụng cụ mình đem theo ha, ống thì mình lúc nào mình cũng đem theo để xe cua ha, không có xài hết đâu nhưng mà đem theo xe cua thôi. Hồi xưa kia mà mình chưa có chế ra cái này á cả nhà, chưa có làm ra cái này ha, thì mỗi lần mình cái bộ để quay ống á, mỗi lần mà mình đến nơi mình phải kéo máy xuống ha, thì bắt buộc mình phải cầm theo hai cái dĩ này để mình kéo máy lên kéo máy xuống. Rồi sau khi mình chế cái cục đó thì mình không có cần phải dời máy đi nữa chỉ cầu dây vô thôi, cầu dây rồi mình luồn rồi mình kéo nó đi đó. Thì con cái nếu mình làm giống như vậy á, thì mình phải cần có dây dài ha, dây cho dài. Còn cái dạng mà kéo cái máy đi chỗ nào rửa chỗ nào kéo máy tới đó thì mình không cần dây dài, chừng 50 feet là cũng được rồi ha. Nhưng mà cái dây dài nó mình nghĩ nó tiện hơn ha, mình nghĩ là mình thấy nó tiện ha, cho nên mình mới chế cái đó. Rồi thì lúc sáng mình quên chia sẻ đến cùng cả nhà, lúc sáng mình chuẩn bị đồ để đi rửa đó, thì mình muốn thì Lực có nói là Lực sẽ không có quay cái lúc Lực làm việc ha, chỉ quay cái vấn đề sửa soạn đồ thôi. Nhưng mà Lực quên nói là Lực sẽ chia sẻ đến cùng cả nhà trên đường đi về cái công việc của mình ha. Thì cũng đa số cũng có nhiều cái video, nếu mà cả nhà đã xem rồi thì cả nhà cũng biết một số ít về cái vấn đề mình chia sẻ về cái công việc của mình. Vì mình cũng muốn giống như là hả, mình nhớ cái gì thì mình chia sẻ đến cùng với mọi người về cái đó thôi, chứ mình không có giống như một lần mình nói chuyện nhiều khi mình không có nhớ hết á, thì mỗi lần mình nhớ cái gì thì mình chia sẻ cái đó đến cùng với mọi người. Để bắt đầu cái công việc rửa nhà này thì cũng phải trải qua một thời gian cũng khá vất vả ha. Thì nói chung cái công việc gì cũng vậy, mình muốn bắt đầu thì mình phải có sự tìm tòi học hỏi và sự cực nhọc và cái thời gian của mình bỏ vào để mình tìm kiếm và học hỏi ha, chứ không ai chỉ dạy hết á. Nếu mình được may mắn thì mình có người chỉ dạy, hoặc là mình làm với ai đó rồi mình biết được cái nghề đó thì mình học được từ cái chỗ mình làm. Còn cái dạng của Lực thì chưa từng làm qua ha. Ngành cỏ và ngành rửa Lực cũng chưa từng học ai hết, chưa có qua trường lớp nào hết, không có ai chỉ dạy hết, chỉ có YouTube thôi ha. YouTube và tìm kiếm học hỏi trên bác Google thì bác Google chỉ dạy, mình học từ trên đó, coi như là mình học kiến thức từ mạng xã hội ha. Đó thì lúc đầu mình bắt đầu cái công việc này thì mình dùng cái máy của mình, nó rất là nhỏ ha, cái máy rửa. Cái máy rửa, tại vì lúc đó mình cứ nghĩ cái máy rửa nào thì chắc nó cũng như cái máy nào thôi, mình không có hiểu rành rề về vấn đề máy móc máy rửa nha cả nhà. Thì mình làm một thời gian cái giống như lúc đầu á, thì mình rửa nhà cho nhà mình ha, mình rửa cho nhà mình, rồi cái mình có sự suy nghĩ, mình nói cái này chắc có thể có người làm chứ không phải là không đâu. Nhưng thì mình mà đúng thiệt là có người làm, tại vì lúc đó mình còn mới lắm, mình không có rành về cái vấn đề rửa nhà đâu, mình không có biết gì máy móc hay là cái cách sử dụng như thế nào, dùng cái loại hóa chất nào để rửa, rồi làm lấy tiền bao nhiêu này kia nọ, nó nhiều cái phức tạp ở trong đó cho cái lúc đầu lắm. Thì mình rửa nhà mình xong cái mình mới có cái ý kiến suy nghĩ ra cái là mà bắt đầu mình có một cái số khách. Cái lúc đó thì cái khách cắt cỏ của mình cũng ít lắm, không có nhiều đâu ha cả nhà. Mình giới thiệu cho họ, mình nói tôi cũng có làm cái nghề này,
Nếu mà cô chú cần thì nói cho tôi biết, tôi sẽ cho tôi cơ hội để tôi thử tôi làm ha. Thì có số khách họ cũng cho, và số khách thì họ cũng tế nhị, họ không cho, nhưng mà họ cũng nói cái cách là giống như họ không có cần ha. Thì mình hiểu cái vấn đề đó, mình phải hiểu cho người ta. Nếu giống như cái dạng của mình mà mình đi làm á, mình cần cái gì đó mà mình không có rành về cái người đó mà mình mướn họ, thì mình cũng có cái sự giống như là lo trống phải không? Thì mình cũng hiểu cho người khách. Nhưng mà rồi mình làm chỉ cần một vài người khách thôi, một vài người khách với cái khả năng của mình làm có thể được á, làm cho người ta vui á. Thì lúc đầu muốn làm cho một người khách vui nó rất là khó, tại vì mình không có kinh nghiệm ha, cả nhà, cái nghề nào cũng vậy. Nhưng mà mình phải thử thì mình mới biết, còn nếu mình không thử thì mình không có biết đâu. Mình phải thử vào cái công việc của mình, rồi từ cái công việc của mình nó sẽ dạy nghề cho mình, rồi từ từ mình học hỏi thêm cái kiến thức và cái kinh nghiệm mà từ mình đã từng gặp phải đó, thì mình sẽ cải thiện cái công việc của mình nó tốt hơn. Và bước đầu thì lực lấy tiền người ta, lực cũng không biết là lấy bao nhiêu ha. Mình muốn chia sẻ cái gì, cái rửa một cái chỗ đậu xe mà khoảng hai, nói chung là khoảng 4 chiếc xe ha, đậu khoảng 4 chiếc xe. Cái giá mà rẻ nhất á ở Florida ha. Cái giá mà rẻ nhất đó là người ta lấy cũng là 101, 102 ha. Rẻ nhất á là giống như là không phải dân chuyên nghiệp làm đó. Là cũng cái dạng của mình đó ha. Mà lực ra lực lấy nha cả nhà, biết nhiều không? Lực lấy có 40 đồng mà. Người ta lấy 120 mà lực lấy có 40 đồng mà, tại vì đâu có biết đâu. Đâu có biết giá cả đâu mà lấy. Giấc sáng mình ghét cái giấc sáng ở đây, mà cái mùa này cổ lỗ mũi mình nó ưa bị giống như gì vậy đó. Thì mình lấy cái giá quá bèo ha. Có số người họ ham rẻ, họ vẫn mướn mình nha. Họ mướn đó, chứ không ai không mướn đâu. Rồi mình làm thì cái nói chung nó, nếu mà cho nó giống như của dạng mà chuyên nghiệp thì mình chắc chắn là mình không bằng người ta rồi. Tại vì người ta làm lâu năm, người ta có kinh nghiệm, người ta biết sử dụng hóa chất đồ, người ta làm cho nó sạch sẽ hơn mình ha. Thì 40 đồng cũng có người mướn, tại vì cái số người ham rẻ. Nhưng mà nhờ giống như vậy thì mình mới có cái kinh nghiệm được ha cả nhà. Rồi mình làm một thời gian cái mình dòm lại cái người khác người ta làm, lên YouTube tìm hiểu về cái vấn đề đó, cái mình thấy cái tay nghề của mình không có giỏi á, cho nên mình cải thiện, mình học hỏi thêm ở trên mạng xã hội, bắt đầu mình từ từ cái mình tiến tới, mình giống như mình nâng cấp cái công việc của mình lên, mình cái kinh nghiệm của mình có thêm vậy đó, học hỏi thêm á, nó tốt cho mình. Rồi cả nhà cũng biết có nhiều người, nếu mà cả nhà nói 40 đồng cái chỗ rửa cái chỗ đậu xe mà đậu 4 chiếc á, người ta không mướn mình nha, người ta không mướn. Tại vì người ta thấy quá rẻ. Khổ cái là quá rẻ người ta cũng không mướn. Chứ đừng có nghĩ là quá rẻ người ta mướn nha. Cái số mà người ta mướn mình đó là cái số đó là họ không có tiền, họ bắt buộc không, giống như là họ cảm thấy mắc á, giống như họ không có thích trả tiền mắc á, thì họ sẽ mướn mình. Còn cái số mà sang thì họ sẽ không có mướn mình đâu, 40 đồng họ sẽ không mướn đâu, bảo đảm cả nhà. Mình đừng có nghĩ là cái số đó mình là gì. Mình lấy rẻ làm mướn mình, không có tình trạng đó. Rồi cái thời gian cái lực học hỏi biết lý cái học biết lực biết ha, biết cái gì. Vì bây giờ mình chẳng đoán là bảo đảm một cái chỗ đậu xe là mình đoán là dính không có chạy đường nào hết đó. Thí dụ như mình có hút nó nửa tiếng đi chăng nữa, mình vẫn có ăn ở trong đó, chứ không phải là mình bị thiệt thòi hả đó. Thì cái kinh nghiệm làm nghề rửa này là giống vậy, chứ không phải mình coi ở trên YouTube không là mình làm được đâu ha. Mình cần phải có cái sự
hiểu biết của mình nữa. Giống như mình làm một thời gian, mình sắp xếp cái nào nó tốt cho mình, cái nào nó tiện cho mình, làm cái công việc của mình nó lẹ hơn, rồi giá cả mình lấy như thế nào, thì từ từ mình cải thiện lên. Bây giờ mà nói mà cái rửa nhà nói về rửa nhà, nhiều khi lực không có đủ thời gian để làm hả cả nhà, không có đủ thời gian, tại vì cỏ rác rồi tùm lum nó vô cái mùa mà mùa bận nó không có thời gian. Cho nên cả nhà nào mà cần muốn thay đổi công việc làm á, cái nghề rửa nhà này nó cũng tốt lắm. Cái vấn đề cỏ thì mình không có biết, mấy cái tiểu bang khác mình không biết ha. Nếu cả nhà ở những tiểu bang khác á, mình chắc chắn cái nghề rửa nhà là ở đâu người ta cũng cần, chứ không có riêng gì ở Florida ha cả nhà. Đó, cho nên nếu cả nhà muốn giống như muốn thử cái nghề này đó, thì cả nhà nên thử, mình bảo đảm sống ổn lắm chứ không phải là không đâu ha. Tại vì có nhiều cái nhà mình có thể làm khoảng một ngày ha, cho 8 tiếng đi. 8 tiếng đó cả nhà có thể làm 1.000 đồng, có thể 1.000 đồng như không ha, 8 tiếng á. Còn mà nói mà 8 tiếng mà 700-800 là nó rất là dễ. Nhưng có điều là cái nghề rửa nhà nếu mà sống ổn á, thì cả nhà cần một cái khoảng thời gian dài để có được nhiều khách thì mới được thôi, chứ còn nếu không phải là ra ăn cái là có liền đâu, không có đâu ha. Nó cần cái thời gian để mình gây dựng lên một cái số khách lớn thì mình mới có được cái thu nhập giống như vậy. Còn nếu mà lâu lâu đi làm một cái á, thì nó có tiền thiệt, nhưng mà nếu mà cho cái giống như cái income mỗi tháng á, thì có thể là không có đủ đâu vào đầu đâu đó, thì là chia sẻ giống vậy. Giống như cái dạng của Lực thì Lực đã có cái ngành cỏ, còn cái ngành rửa là nó chỉ là cái ngành backup thôi, cái ngành phụ thôi, phải không? Nhưng mà cái ngành phụ, tuy nói ngành phụ nhưng một lần mình làm nó cũng có tiền hơn là cỏ. Lâu lâu mình mới làm nhưng mà không có làm thường đó. Thì cả nhà có thể tìm hiểu thêm về cái vấn đề rửa nhà ở cái khu vực, cái tiểu bang mà cả nhà đang ở đó, có thể làm được cái công việc này, mình thấy nó ổn lắm chứ không phải là không đâu. Rồi, định nói gì nữa mà quên nữa rồi. Thì vấn đề máy móc thì nó cũng không có mắc cho mình khởi sự cái công việc của mình ha. Cái máy móc thì cả nhà bỏ chừng 2.000 trở lại là mua được cái máy rửa rồi đó. Tùy theo mình muốn dùng cái máy nào. Và thông thường nếu mà giống như làm cái dạng của Lực á, là Lực sẽ không có dùng cái máy lớn ha. 4 galon là ok, đừng có thấp quá, đừng có cao quá ha. Thì khi nào có dịp mình sẽ chia sẻ thêm về cái vấn đề máy đó, nếu mình nhớ ha. Nếu mình nhớ, còn còn mình không nhớ thì cả nhà cứ để bình luận đi, rồi mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề máy rửa cho cả nhà, để cả nhà biết mà giống như sắm á, phải không? Dạ. Thì bây giờ mình sắp tới cái chỗ rửa cái gì? Rửa chỗ đầu xe ha. Sắp tới chỗ rửa rồi. Thì cái lúc mình làm việc mình sẽ không có quay đâu ha. Tại vì mình quay nhiều rồi mình cũng thấy nó cũng nhàm quá, chắc cả nhà cũng không coi, cho nên mình không có quay chị. Thì một vài bữa nữa Lực sẽ đưa lên một cái video về rửa nhà cho cả nhà và chia sẻ đến cùng cả nhà ha. Nhưng mà cái video bữa nay thì mình sẽ không có quay, cái nhà này mình không có quay. Mình chỉ quay, mình có một cái video sẵn rồi nhưng mà mình chưa có thời gian để mà chỉnh sửa để upload lên cho cả nhà đó, cho nên mình chưa có đưa lên được. Nhưng mà mình sẽ đưa cái video này lên trước để mình chia sẻ đến cùng với mọi người ha. Thì cái nhà này nằm ở bên tay phải đây, mình phải vô trong kìm quẹo ra đây, cái nhà này ha đó. Nó không có bự lắm đâu. Thì hồi nào sáng mình có nói là khoảng 2 tiếng ha. Thì mình cho nó là chừng 2 tiếng rưỡi là cao à. Mình sẽ nói cái giá sau khi mình làm xong ha. 2 tiếng rưỡi là cao lắm thôi chứ không có hơn nữa đâu.
Thì sau khi mình làm xong rồi, mình lên xe mình đi về, mình sẽ chia sẻ cho cả nhà biết cái giá của cái nhà này mình làm bao nhiêu tiền ha. Rồi bây giờ ok, đậu lộn rồi, phải đậu ở đằng kia mới đúng ha. Ở đây chắc không sao đâu, để mình đậu ở đằng kia đi, tại vì mình cần phải rửa luôn cái curb á, cái lề đường á, mình không có muốn chiếc xe mình nó bị dơ. Mình đậu hướng đằng này thì nó tốt hơn, là vì cái đầu cái xe của mình nó nằm qua miếng đất khác chứ không phải miếng đất của người chủ của mình rửa. Rồi, để cả nhà chờ tí. Thì cái này nó cũng là một cái nó cũng là một cái tip ha, cái tip ha. Cái tip phải là cái gì ta? Mình phải kiểm tra lại cái vấn đề cái tip để tiếng Việt Nam. Để chia sẻ đến cùng cả nhà là mình đậu xe cách nào để mình rửa nữa ha. Cái nhà nó ở phía sau không biết. Ở đây nè, ngay chỗ này, sau lưng xe mình. Mình đậu xe như thế nào mình rửa rồi. Thì cái này nó có nhiều cái giống như cái có nhiều cái mình muốn chia sẻ đến cùng với cả nhà lắm ha. À, khi nào mình nhớ cái gì thì mình chia sẻ đến cái đó thôi. Rồi, bây giờ mình chắc đấy. Vậy đi, chờ đi cả nhà, chắc cả nhà. Coi. Cái nhà ở đây. Tháo máy quay phim ra. Thì cái chỗ đậu xe đó ha. Với lại theo riềng theo mấy cái ấy ha. Thì lại khá là vậy. Lát nữa có gì khi mà Lực làm xong á, Lực ra Lực sẽ chia sẻ tiếp ha. Và Lực sẽ nói cho cả nhà biết về cái giá của cái nhà này ha. Rồi. Rồi cả nhà, thì cuối cùng mình cũng xong ha. 12 giờ 2 phút cả nhà. Rồi chạy ra ha. Chạy ra mình tính luôn cái giờ mình đem đồ xuống và cắt đồ lên 3 tiếng. Tại vì đội mà dọn đồ lên đồ xuống nó mất mình cả. Dạ, cả 1 tiếng, 1 tiếng, 40 chứ, 40 phút, 40 phút, dạ 40 phút. Và mình bắt đầu, mình tới đây lúc 9 giờ 2, 9 giờ 5, dạ khoảng 9 giờ 5 mình tới đây, mà bây giờ là 12 giờ, chưa 12 giờ 5 nữa, mới 12 giờ, nếu 12 giờ 5 là 3 tiếng ha, trừ ra 40 phút dọn dẹp. Thì là 1 tiếng 20 phút ha cả nhà. Để bà coi bà ghi cái chép nhiêu tiền này. Thì cái giá của 1 tiếng 20 phút ha. Chia sẻ luôn, bí mật cho cả nhà luôn. 1 tiếng 20 phút. Ông quên, lộn. Đâu mình nhìn 1 tiếng 20 phút. 2 tiếng 20 phút. 2 tiếng 20 phút xin lỗi cả nhà. Thì 2 tiếng 20 phút, 280 đồng. Cả nhà thấy không? Cho nên mình nói á, cái nghề này nếu mà cả nhà mà chịu khó ha, chịu khó tìm tòi, giống như học hỏi, trong cái khu vực của mọi người đang ở á, thì là rất có ăn ha cả nhà ha, rất có ăn. Mà nhiều khi á, cái nhà này ha, cái nhà này tại vì bà ấy là khách của Lực á, khách thường mình đi cắt cỏ, cho nên mình lấy cái giá coi như là có. Kiểu làm sao nhu mì nó nhu mì hay nói sao ta, khiêm nhường. Nhiều khi mình nói chuyện nói tiếng Việt á, mình ráng mình nhớ
nhớ coi coi dùng cái chữ cho nó đúng á. Tiếng Anh mình cũng không có giỏi đâu nha cả nhà, tiếng Anh mình cũng không có giỏi đâu, không phải mình giỏi tiếng Anh mà quên tiếng Việt rồi, không phải đâu. Tại vì mình qua đây á, mình không có quen người nhiều người Việt á, rồi mình không có nói chuyện một thời gian á. Mình qua đây cỡ coi hơn 30 năm rồi, hơn 30 năm rồi, rồi mình không có nói chuyện thường á, rồi đôi khi cái danh từ của người Việt Nam mình á, mình bị quên thôi, chứ không phải mình giỏi tiếng Anh mà mình quên tiếng Việt đâu, không có đâu nhé. Muốn chia sẻ cho các người cả nhà biết, cho nên nhiều khi mình nói chuyện á, nếu mà mình nói cái sai á, xin cô bác á, anh chị em bỏ qua nha, bỏ qua. Không phải là mình đi Mỹ lâu rồi mình quên tiếng mẹ đẻ, không có. Nhớ, ráng nhớ, nhưng mà tại vì trong cái khoảng thời gian mình ở đây đó, mình không có dùng tiếng Việt nhiều á cả nhà. Tiếng Mỹ mình dùng cũng không có nhiều nữa, tại vì mình không có bạn bè nhiều đó, nói đại khái là vậy đi, chứ không phải là mình dùng tiếng Mỹ nhiều mà mình quên tiếng Việt, không có đâu. Cho nên cái là nhiều khi cái mình muốn 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 dùng lại cái chữ Việt Nam của mình đó, cái mình bị quên đi, mình bị quên, cho nên phải suy nghĩ coi dùng cái chữ nào cho nó đúng. Thôi quay lại cái vấn đề rửa nhà đi ha. Nếu chú hả, chú anh em à, tại vì cái nghề này thì dành cho đàn ông, nếu đàn bà muốn làm thì cũng được thôi à, chứ không ai cấm ca cấm cản. Nhiều khi mình thấy đàn bà cũng làm việc đàn ông nữa, nhưng mà mình thấy nó mình đàn ông thì làm nó thấy nó hay hơn, chứ không có gì hết á, không phải là đàn bà làm được à. Nếu mọi người à, đang ở nước ngoài, nhất là Mỹ, không có công ăn việc làm, hoặc là cái công ăn việc làm mà mọi người đang có mà giống như nó đem lại nhiều áp lực cho mình quá đó, thì mọi người có thể thử cái nghề rửa nhà ha, cái nghề rửa nhà. Mỗi một tiểu bang cái giá cả sẽ khác nhau, và cái giá cả khác nhau đi, đại khái giá cả khác nhau đi, tại cái nghề này thì nó rửa quanh năm thôi, chứ không phải là đợi tờ giấy gì đâu. Nếu mình có số khách nhiều á, mình có số khách nhiều là nó có nguyên nguyên một năm á, all year round á, còn mà khách ít thì năm rửa một lần một người khách. Nhưng mà mình phải bắt đầu từ một một cái gì đó ha cả nhà, mình phải bắt đầu một cái gì đó thì mình mới mới lên được cái mục đích của mình ha, tới cái mục đích mình muốn. Mình biết có nhiều người Việt Nam mình ở Mỹ làm việc làm nail ha, làm nail, mình biết có rất nhiều người đang gặp cái tình trạng mà giống như nhiều áp lực á, ở trong cái công việc làm nail á, cái ngành nail á, là thì cả nhà cũng có thể thử qua cái nghề rửa này ha, cũng có thể mình bắt đầu nhỏ nhỏ thôi, rồi mình làm part time thôi, rồi mình coi thử cái tình hình như thế nào á, rồi mình bắt đầu làm bành trướng lên ha. Giống như cái dạng của Lực ha, tại vì Lực không có thích giống như làm phiền người khác á, giống như Lực không có thích nói như sao bây giờ vậy ha, ví dụ như Lực Lực cần người làm nha. Nếu mà nói về cái công công việc làm của Lực bây giờ á, nếu mà Lực muốn hoành tráng, Lực như người khác thì có thể mướn thêm người để làm cái business của mình, cái kinh doanh của mình nó hoành tráng lên hả cả nhà ha. Tại vì nó bùng nổ rất là, mình thấy cái triển vọng nó cao lắm, cái tiềm năng triển vọng với tiềm năng nó rất cao. Mình nói là giống vậy đó, nhưng mà đối với bản thân mình không có cái sự mình nói chuyện á, mình nói chuyện nhiều khi mình sợ người ta hurt feeling người ta đó, là làm cho người ta tự ái á cả nhà, cho nên mình không có làm chủ cho ai được hết á, mình không làm chủ cho ai được hết.
cái tánh mình thì nó thẳng thắn ha, mình con sao mình nói vậy chứ mình không có gì hết. Rồi thêm nữa mình không có thích làm đại khái là không có thích làm cái làm tổn thương người khác đó, cho nên là không có làm chủ được, chứ làm chủ cho ai được hết á, mình chỉ làm chủ cho bản thân của mình thôi. Chứ nếu cả nhà mà làm cái công việc này ha, rồi cả nhà có cái xíu mà giao tiếp bạn bè đông, lực bảo đảm 1 hoặc 2 năm cả nhà có thể kiếm được người làm ha, kiếm được người làm giống như là kiếm thêm á, kiếm thêm người làm để phụ làm phạm phụ á, chứ một mình thì không có được. Và cái này nó cũng tùy theo cái khả năng của mỗi người ha, của mỗi người cái cách mà mình chạy cái kinh doanh mình như thế nào nữa, chứ không phải ai cũng có thể là 1 hoặc 2 năm là làm được đâu ha. Có đâu, giống như tình trạng Lực thì 1 năm là ok, là có thể được, có thể làm bành hoành trướng lên, mướn người làm cho Lực nếu Lực muốn ha, nếu Lực muốn, nhưng mà cái này Lực không muốn cho nên Lực được nhiều ăn nhiều là thỏa mãn ha. Giống như là làm cuộc sống nó dễ dàng hơn á, tại vì mình có người làm cho mình thì nó lại thêm phiền phức ha, nó cũng có cái này rồi mình cũng thêm cái sự lo cho cái người làm của mình đó. Thì khi mình trông cậy ở người ta, ví dụ như ngày mai mình đi làm mình trông cậy mình có cái người thợ, cái người đi làm cho mình, nó họ sẽ phụ cho mình, rồi cái qua ngày mai cái có mình ơn mình làm đó. Cho nên cái đó là lý do Lực cũng không có thích lập chủ, không thích kêu dạ, đại khái là vậy đi, giống vậy đó, không có thích. Còn cả nhà ở Florida, đi, mình nói riêng về cái vấn đề làm cái ngành này, về cắt cỏ luôn, nói cần cắt cỏ luôn, còn mấy tiểu bang khác mình không biết, mình không chia sẻ được á. Nếu cả nhà chịu ha, chịu khó một thời gian đầu đi làm nail gì, giống như hồi xưa là cái vừa đi làm nail vừa làm part time ở trên này á, trên cái nghề, bữa nào mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề này cho. Xong rồi cái từ từ cái mình có nhiều khách á, cái mình nghĩ làm nail mình không có làm nữa đó. Thì nếu cả nhà ở Florida, cả nhà có thể làm được cái vấn đề này ha. Và tin Lực đi, nếu cả nhà biết làm biết cách run, biết cách làm cái công việc này á, 1 năm là cả nhà cần phải có người làm phụ, chứ một người không có thể nào làm được cái đó, không có thể nào làm sể á. Giống như cái dạng của Lực bây giờ mà khách mà gọi vô hoặc là khách gửi cho Lực ha, khách của Lực gửi cho Lực không có chỗ nhờ, không nói đúng. Nếu mình muốn làm, mình làm được, chứ không phải là không. Nhưng mà mình muốn giữ cái sức khỏe của mình không có muốn bỏ nhiều áp lực quá đó. Là coi như là đại khái là Lực đã đầy rồi đó, Lực không còn cái chỗ để mà đem khách vô nữa. Trừ trường hợp nào cái người khách đó của một người khách quen họ gửi mà mình thấy nó thân thiện thì mình đang cố gắng rồi ha. Chứ còn không ấy là không có cách nào mà mình làm. Tại vì Lực làm, Lực chia ra ba tuần một tuần ha, một tuần là 3 ngày 3 ngày 4 ngày là cắt cỏ ha, thường thường là 3 ngày thôi chứ không phải 4 đâu. Nhưng mà 4 ngày là giống như là bị ứ, bị ối á mưa gió ứ ối gì đó thì mới nói 4 ngày thôi, còn mấy ngày kia là Lực để dành lại ha, làm những cái việc lớn giống như vậy làm việc lớn giống như ta gọi rửa nhà, ta gọi cắt cây, tỉa cây, tại vì mấy cái công việc đó làm mình chắc nó ngon tiền phải không? Ngon thì không ngon, nhưng mà mình biết chỉ làm một chỗ đó thôi thì mình hốt một đống chứ không phải giống như là một chỗ hốt một đống, nghe thấy ghê quá chứ không phải mà cái kiểu mà cắt cỏ mình phải đi nhiều chỗ thì mình mới gom lại được một đống ha, đống tiền cho nên Lực nói nó ngon là ngon cái chỗ đó, chỉ cần một nhà là mình lấy nhiều đó tiền bằng đi cắt cỏ quyền ngày gì đó ha, mà nó không có mất thời gian nhiều giống cắt cỏ quyền ngày, nó dọn dẹp với lại rửa này kia nọ
giờ lực về tới nhà. Nhiều nói chuyện, nhiều, nhiều chuyện để nói lắm, nhiều, nhiều chuyện để chia sẻ lắm. Nếu mà có người mà có câu hỏi ha, để bình luận câu hỏi ha, là có nhiều chuyện để nói. Thì vậy đi, cả nhà nào có hứng thú về cái công việc này á, thì cứ để nhắn tin ha, rồi có những câu hỏi thì Lực sẽ chia sẻ, tại vì nhiều khi mà nói mà Lực tự động nói á, Lực không có nhớ nha cả nhà, không có nhớ, nhớ lúc nào thì nói chuyện lúc đó thôi à. Rồi, một lần nữa, Lực cảm ơn cô chú chị em đã theo dõi video của Lực. Lực xin chúc cô chú anh chị em luôn vui vẻ, khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt.